là một vật liệu gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân vùng cao. Hàng rào đá này bảo vệ gia đình làm bạn và tạo cảnh đẹp cho bạn. Trừ những người phụ nữ ra, thanh niên trai tráng ở trong bản hầu như ai cũng rất giỏi trò chơi này. Người dân chúng tôi tận dụng những vật liệu này để làm một trò chơi dân gian rất độc đáo. Nguyên liệu mà chúng tôi nhắc đến chính là đá. Và nếu bạn đến thăm bản Chin Chu Trải ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, bạn sẽ ngạc nhiên bởi ở đây đá gắn liền với đời sống người dân. Đá được sử dụng làm hàng rào, tạo nên một khung cảnh rất đẹp và cũng rất tình cho bản làng vùng cao. Anh Tùng này, đi đến huyện Tam Đường, đâu đâu em cũng nhìn thấy những hàng rào đá như thế này. Đúng như vậy, anh nghĩ đằng sau những hàng rào đá trông có vẻ đơn giản thế này thôi, nhưng mà là cả một kho tàng những kinh nghiệm dân gian của người dân ở đây đấy. Những hàng rào đá giản đơn được xây dựng từ bao đời đã trở thành một điểm nhấn không thể thiếu trong không gian văn hóa của người dân vùng cao ở Lai Châu. Để hiểu hơn về cách người dân sử dụng đá tạo nên những hàng rào vững chãi và đẹp mắt này, chúng tôi đến thăm bản Lao Tỷ Phùng thuộc xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường. Đá này thì mình lấy ở đâu vậy anh? Đá thì xung quanh bản có thì vừa bà con tất cả đi nhặt ở trong ngoài cả ra là thuê xe chở vào thì kìa. Như tường đá này thì mình có thể sử dụng được khoảng mấy chục năm không anh? Cái đá này thì nếu kia được đảm bảo như này là mấy trăm năm. Nếu mà không dùng cái kết dính thì nó có chắc không anh? Đạp ai mà xô vào xe đổ nữa. Mình rất kè thì mình rất kè kiếm mà thì không đi đổ. Bây giờ em mà đạp thì nó có đổ không? Thôi anh Tùng. Không đổ. Đó, công nhận là chắc thật đấy. Mình cứ nghĩ là phải có cái vữa hay là gì để kết dính, nhưng mà hóa ra chỉ đặt đá lên thôi mà rất là chắc chắn. Không thể đổ được, tồn tại cả trăm năm cơ mà. Mỗi lần mà mình xếp tường đá như thế này là cả bản mình tập trung vào làm hả? Cả bản tập trung làm. Vui quá. Dạ. Thì mới làm được đá về nhiều lắm, là vì phải tất cả đoàn kết thì mới làm được, không đoàn kết thì không làm được. Điều mà bạn sẽ dễ dàng nhận ra khi đến đây là dù tồn tại lừng lững quanh nhà như vậy, nhưng hàng rào đá chỉ để ngăn không gian sinh hoạt với nơi trồng trọt chăn nuôi, chứ không ngăn cách tình người, lòng người vùng cao. Sau khi tìm hiểu về những hàng rào đá thì bây giờ tôi lại đang đi nhặt những viên đá nhỏ như thế này để tham gia vào một trò chơi cùng với người dân ở đây. Đố các bạn biết, đó là trò chơi gì? Người sẵn sàng chưa? Và đây chính là trò chơi bắn cung đá. 1, 2, 3. Cánh cung bằng tre duỗi thẳng dài khoảng 1,2 mét. Nhưng độc đáo ở chỗ, dây cung không phải bằng dây bện như bắn tên, mà bằng một giang mỏng dẻo dai ở giữa tách đôi, rồi đan một miếng lọng nhỏ để đặt cung đá vào. Anh Lửa ấy, ở trong bản mình tại sao lại có trò chơi bắn cung đá thế này anh? Người Mông mình là ở trên vùng cao ấy thì là có những cái đá có sẵn rất là nhiều, có thể tận dụng những cái rào đá, hàn rào đá này, có thể lấy những cái viên đá nhỏ là để vào đưa tận dụng vào chơi những cái trò chơi như này ạ. Em thấy hầu như trong bản mình ai cũng có thể bắn cung đá, không biết là người nào thì kinh nghiệm nhất, bắn tốt nhất. Người bắn cung đá kinh nghiệm nhất vẫn là anh trưởng bản, anh An Tráng. Bắt tay anh Tráng cái. Đúng là người đàn ông đầy kinh nghiệm, bàn tay của anh rất là rắn chắc. Này thì tôi nghĩ là không thắng được anh rồi. Thôi em hẹn thi đấu với anh lần sau. Thôi em bé ra đi. Đây mới là tuyển thủ xứng đáng của tôi đây. Con bắn cung đá được bao nhiêu năm rồi? Tập trò này bao lâu rồi? Trò này được 3 năm rồi. 3 năm rồi á? Vâng. 3 năm thì cũng kinh nghiệm đấy. Thế là một con bắn trúng được cái ngô kia không? Con liệu bắn trúng được? Thi đấu với chú nhá. Vâng. Để phổ biến luật chơi. Bây giờ bắn cung ai mà bắn rơi được cái bắp ngô, trúng bắp ngô là thắng nhá. Ai mà thua thì phải luộc mới được ăn. Thắng thì phải ăn ngô sống. Rồi, cuộc thi bắn cung đá giữa bạn Diệp với cả chú Tùng bắt đầu. Bắn tay. Bàn tay và khối óc của những người dân ở đây thì họ đã biến những tảng đá khô khan trở thành những vật liệu có ích cho cuộc sống. Đúng là như vậy, tìm hiểu về đá cũng là tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống của những dân tộc anh em trên mảnh đất Lai Châu.